trần gian. Này là nguồn ơn cứu rỗi, này là nguồn vui hạnh phúc, là sự sống muôn đời. Hãy đến, hãy đón nhận mình mô thánh Vua Trời, là của ăn nuôi muôn dân, là nước buông trường sinh. Hãy đến với những người đang đói khát trên đời, tìm vào dự tiệc cao xa để được vui sống hy hoan. Nào cùng tìm đến với Chúa, là nguồn tình thương chan chứa sẽ đỡ nâng tâm hồn ta. Nào cùng tìm đón rước Chúa, để được hiệp thông trong Chúa, để được sống an hòa. Hãy đến, của ăn nuôi muôn dân, là nước uống trường sinh. Hãy đến với những người đang đói khát trên đời, tìm vào dự tiệc cao xa để được vui sống hy hoan. Thần lương cao quý Chúa thương ban cho trần gian. Này là nguồn ơn cứu rỗi, này là nguồn vui hạnh phúc, là sự sống muôn đời. Hãy đến, hãy đón nhận mình mâu thánh Vua Trời, là của ăn nuôi muôn dân, là nước uống trường sinh. Hãy đến với những người đang đói khát trên đời, tìm vào dự tiệc cao xa để được vui sống hy hoan. Mời cộng đoàn đứng. Phúc âm theo Thánh Luca. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Chúa.
Chúa. Lạy con đã đa trên biển đã đầy ta xây ra hội muôn đời kiên trung. Lạy con đã đa xa tan sức cùng như ma vây vùng không làm chi ân dung. Ai cầu xin cho Đức lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng thương gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ta hay sợ mình Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ vui thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Thank you.
Chúng con xin kính mời quý cha và cộng đoàn an toàn. Trọng kính quý cha, kính thưa quý sơ cùng toàn thể quý cố và cộng đoàn. Một ngày chầu của giáo xứ thành lập chúng con có lẽ sẽ đi vào lịch sử và mở trang một trang mới cho giáo xứ. Bởi cũng chỉ trong một năm, vào khoảng tháng 6, chúng con có một ngày chầu lượt của giáo họ. Lúc bây giờ thì chúng con còn đang trực thuộc nơi giáo xứ Bái Xuyên. Thế nhưng kể từ ngày cuối sang mùa vọng, năm sang năm phục vụ mới, thì nhờ công ơn của cha Nguyên Chính Sứ Phêrô mà giáo xứ chúng con được Đức Tổng về để tuyên bố lên làm giáo xứ. Và cũng chính trong sự tuyên bố đó, chúng con lại có thêm một ngày chầu hôm nay. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em ngồi trong phòng khách, các cha nói rằng ngày chầu của giáo xứ thành lập chúng ta hôm nay có thể nói là rất đẹp, đẹp từ thời tiết, đẹp đến con người. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó và xin cộng đoàn chúng ta nộp một tràng pháo tay để tạ ơn Thiên Chúa. Với niềm vui như thế, chúng ta được thấy các cha hiện diện trên gian cung thánh rất là đông và có thể nói là ấm cả cái tình Chúa, tình người. Chúng con cảm ơn sự hiện diện của cha quản hạt, cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn, cha đã về với giáo xứ thành lập chúng con. Chúng con xin nộp một tràng pháo tay để cảm ơn cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hơi ấm của cha Phêrô vẫn còn nơi chúng ta. Vì thế nên hôm nay cộng đoàn chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của cha Phêrô, cha Nguyên Chính Sứ của chúng ta, chúng ta cảm thấy không những ấm cả không gian mà ấm cả cõi lòng nữa. Chúng con xin nộp một tràng pháo tay để cảm ơn sự hiện diện của cha Phêrô. Bên cạnh cha quản hạt, cha cố kính yêu, cha Gioan Nguyễn Mạnh Hùng, có thể nói là cha là niên trưởng trong các linh mục đang hiện diện trong thánh lễ của nhà thờ giáo xứ thành lập chúng ta. Chúng con xin nổ một tràng pháo tay để cảm ơn sự hiện diện của cha Gioan. Một người con của quê hương chúng ta, cha Giuse Nguyễn Văn Hy, ngài đang làm quản hạt của giáo hạt Nam Định và ngài cũng là cha xứ của con. Cha xứ của con và cha xứ của cha Giuse Mai Xuân Lâm, anh con nữa. Chúng con xin nộp một tràng pháo tay để cảm ơn sự hiện diện của cha quản hạt Giuse. Trên gian cung thánh có cha Mai Xuân Lâm, ngài đang là cha xứ của giáo xứ Bút Đông, ngài cũng là bảo huynh của con. Xin cộng đoàn chúng ta nộp một tràng pháo tay để hiện diện cảm ơn sự hiện diện của cha. Và có lẽ một người cha mà chúng con cũng phải nộp một tràng pháo tay để cảm ơn cha. Cha đã về đây ở với chúng con, đồng hành với giáo xứ chúng con trong một khoảng thời gian khá dài. Cha Phêrô Lê Anh Cường, chúng con xin nộp một tràng pháo tay để hiện diện cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, còn có sự hiện diện của các cha, con đếm không biết có nhầm không, như hình như được 16 cha thì phải, cùng với quý cha đang hiện diện trên gian cung thánh, quý cha đã được xứng tên. Chúng ta nộp một tràng pháo tay để cảm ơn sự hiện diện của quý cha trong thánh lễ hôm nay. Và có thể nói rằng hơi ấm của cộng đoàn trong phục vụ thánh lễ còn có sự hiện diện của quý sơ. Con nhìn thấy có quý bà, quý sơ, những người rất là đáng kính trọng trong đời sống tu trì, là những nam nữ tu sĩ. Chúng con cộng đoàn giáo xứ xin nổ một tràng pháo tay để cảm ơn sự hiện diện của quý sơ. Và chắc chắn rất đông ban mục vụ của các giáo xứ, từ giáo xứ mẹ Bái Xuyên cho tới các giáo xứ khác nữa đã hiện diện trong ngôi thánh đường của giáo xứ chúng ta hôm nay. Xin cộng đoàn chúng ta nộp một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Tạ ơn Chúa bao nhiêu cũng không vừa, vì thế nên chúng con xin mời cha quản hạt cùng quý cha chúng ta bước vào thánh lễ để dâng đến Chúa lời tạ ơn, cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, nhất là cầu nguyện cho một công trình mục vụ mà cha xứ Phêrô đã đặt móng. Chúng con đang tiếp tục khởi công việc đó. Xin quý cha cầu nguyện cho giáo xứ và giáo phận qua thánh lễ hôm nay. Chúng con xin kính mời cha quản hạt.
xin ban hồng ân, đã chót bao phen đi theo đường nơi phạm nhân. Nguyện Chúa thương tha bao nhiêu tội nhờ kiếp người tan mong dòng chúng con đây. Lê bước trong đêm trời với đời chờ hừng đông, xin Chúa thắp sáng trong con nguồn sáng chờ mong. Trước khi vào thánh lễ có lẽ còn thiếu một điều này nữa. Xin mời cộng đoàn chúng ta sẽ làm cho xong. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cha xứ của anh chị em. Bao nhiêu tràng vỗ tay mà có một tràng vỗ tay đặc biệt để dành cho cha xứ thì chúng ta lại không vỗ. Nhưng mà tôi thấy cha xứ cũng rất là khiêm nhường. Chẳng nhẽ lại vỗ cho tôi một tràng vỗ tay à? Cho nên là phải chờ người khác nói thì nó mới có giá trị, đúng không? Đấy, cho nên là một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cha xứ. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay là Chủ nhật thứ 4 mùa vọng rồi. Hôm nay đến đây với thành lập giáo xứ, tôi thấy toàn là những cái mới thôi. Cha xứ mới. Đấy. Ngày chầu hôm nay cũng là đầu tiên chầu vào mùa vọng. Bởi vì 11 năm tôi chầu cho thành lập thì không phải ngày hôm nay. Rồi một nhiệm kỳ của Cố Văn, rồi nhiệm kỳ của cha Bùi Tuấn cũng không phải ngày hôm nay. Đấy, cho nên đây là một ngày mới của năm phụng vụ mới. Đấy, cha xứ mới này. Và ngày chầu cũng là ngày mới toanh, chưa có bao giờ có, từ khi thành lập có đạo đến giờ. Đấy. Rồi năm nay thì cũng còn là một năm rất là mới, là bởi vì Đức Tổng mới về để công bố chính thức thành lập giáo xứ thành lập. Thế rồi đang xây dựng nhà xứ mới, nghĩa là có biết bao nhiêu cái mới. Nhưng chỉ có tôi với cha Tuấn với lại là cũ thôi. Mà tôi là người cũ nhất. Đấy. Cho tôi một tràng vỗ tay để khen cái thằng cũ nhất. Bởi vì có ai cũ như tôi đâu. Đấy. Lại cha Ruẫn. Đấy. Tôi đi từ dưới nhà thờ lên tôi thấy người ta nói là lại cha Ruẫn. Hơi buồn nhưng mà cũng được nhắc đến tên mình là cũng sướng. Yeah. Hôm nay chúng ta nhìn đến gian cung thánh của nhà thờ giáo xứ thành lập, đa số là các cha mới hết. Đấy. Những gương mặt thân quen thì chỉ có tôi, cha Bùi Tuấn và hai cha quê hương. Đấy. Thì có cha Lê Anh Cường 4 năm ở thành lập, thay đổi cha phó xứ Bái Xuyên là cha Nam. Còn lân cận đây thì chúng ta cũng thấy là toàn những cha mới hết. Bái Đô cũng mới, rồi Bút Đông cũng có sứ cha phó thì cũng không phải là mới, nhưng mà cũng là coi như là mới thành lập. Đấy, thì còn tất cả là mới hết. Thôi thì thôi, không có cũ thì làm sao có mới nhỉ? Đấy. Chỉ có cái mới khi có cái cũ để bên cạnh, đúng không? Còn nếu không có cái cũ để bên cạnh thì làm sao biết được cái mới? Đấy, cho nên là cái cũ, chính cái cũ thì lại làm cho cái mới được mới hơn. Đấy, cho nên là cuộc sống chúng ta đều thế hết. Ở trong cái tủ áo đấy,
so sánh cái áo này là áo cũ, nhưng mà phải có cái áo mới bên cạnh thì nó mới là cái áo cũ, không thì nó vẫn là mới thôi. Đấy, cho nên tất cả đều là mới hết nha, có cũ có mới, đấy là kho khôn ngoan của người quản lý, biết lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới và cả cái cũ. Hôm nay cho sứ Ba Xuyên rất là khôn ngoan, biết đưa ra tất cả những cái cũ và cái mới ở thành lập ngày hôm nay. Đấy, còn giáo dân thành lập thì vẫn mãi mãi là thành lập rồi, không có thay đổi. Cha Hy, cha Độ cũng mãi mãi là người thành lập rồi, không có thay đổi. Dù là đi tới đâu thì vẫn là thành lập. Đấy, cho nên là dù là các cha có ngang qua 5 năm, 10 năm, cuối cùng vẫn là giáo xứ thành lập. Con người thành lập và đất thành lập và Thiên Chúa ngự trị ở thành lập. Và hôm nay chúng ta quy tụ vào đây Chủ nhật thứ 4 mùa vọng. Tất cả chúng ta đều soi gương Đức Trinh Nữ Maria về với thành lập hôm nay, phải lên đường, đi bằng ô tô hay đi bằng xe máy hay đi bằng xe đạp hay đi bộ thì cũng tất cả đều giống Đức Mẹ hết. Đấy. Nếu không ra khỏi nhà, không lên đường thì không tới đây được. Đức Mẹ cũng thế, hôm nay trong bản tin mừng, Đức Mẹ đã rời khỏi gia đình của mẹ, lên đường đến thăm bà chị họ Isabe. Rồi ở nơi nhà chị họ, mẹ đã cùng với người chị họ ca lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Thiết nghĩ hôm nay tất cả các cha, các sơ, các thầy, rồi quý ông bà anh chị em, chúng ta về đây là cũng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bắt chước Đức Mẹ cùng với Đức Mẹ và cùng với bà Thánh Isabe, rồi tất cả mọi người giáo dân xa gần quy tụ lại nơi đây tham dự thánh lễ và lễ dâng lên Thiên Chúa lời ca tụng. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chủ nhật thứ 4 mùa vọng chúng ta áp với ngày mừng lễ Chúa Giáng sinh. Xin Chúa tha thứ tất cả những thiếu sót lỗi lầm của chúng ta để tham dự thánh lễ này, trước là để tạ ơn Chúa và để cầu nguyện cho giáo phận, cầu nguyện cho giáo xứ và cầu nguyện cho gia đình và cho mỗi người chúng ta. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cũng cho chúng con được sống là hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha. Đức Chúa phán thế này: Phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của ngươi có từ thời trước, từ thuở xa xưa,
Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót cỏ của người còn đó sẽ trở về với Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính người sẽ đem lại hòa bình. Đó là lời Chúa. Bài trích thư gửi tín hữu Hy-ríp. Thưa anh em, khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, lạy con đây, con đến để thực thi ý Ngài như sách thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Kitô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo lề luật truyền. Rồi người nói: Lạy con đây,
con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Đó là lời Chúa. Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elisabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kiêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Kitô, Ngài khen Chúa. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý cô, quý ông bà, anh chị em thân mến, như lời giới thiệu của cha Tân Sứ cũng như cha Quản Hạt, năm nay Tân Giáo Sứ thành lập của chúng ta có thể nói rằng mở sang một trang sử mới. Và lần đầu tiên chúng ta được tham dự ngày chầu thay mặt giáo phận với tư cách là tân giáo sứ mới. Và chúng ta có thể vui mừng, gọi là mừng ba trong một. Ngày 21 tháng 10, chúng ta khởi công xây dựng nhà mục vụ. Ngày 16 tháng 11, Đức Tổng Giáo Mục đã về trụ sở Thánh lễ Tạ ơn để công bố chúng ta lên tân giáo sứ. Và ngày hôm nay 19 tháng 12, chúng ta được chầu thánh thể với tư cách là giáo sứ mới. Niềm vui đó được nhân lên mãi, và ngày hôm nay chúng ta thấy có sự hiện diện của cha Quản Hạt, cha Nguyên Sứ, cha Phó, rồi các cha xung quanh về Hiệp Thông và đông đảo cũng bà anh chị em. Xin mời chàng phó thầy chúc mừng. Đó, thân giáo sư.
Chúng ta đang ở cận kề ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta mừng mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Và chúng ta thấy trong suốt thời gian mùa vọng vừa qua thì giáo hội chúng ta các mẫu gương của mùa vọng nêu gương chúng ta ba hình ảnh sáng chói để giúp ta sống cái tinh thần mùa vọng. Thứ nhất là ngôn sứ Isaiah, ngày loan báo mong chờ khao khát Chúa đến, khơi dậy lòng dân Chúa khi xưa vậy. Thứ hai hình ảnh là Gioan Tẩy Giả, Gioan Tẩy Giả đến đi trước để chuẩn bị con đường cho Chúa đến bằng những việc kêu gọi sám hối, canh tân cụ thể, mời gọi mọi người dọn tâm hồn đón Chúa. Và sau hết hình ảnh Đức Maria, ngài hết lòng cởi mở tín nhiệm vào tình thương của Thiên Chúa, cùng ra sức cộng tác với ơn Chúa cứu độ. Và hôm nay qua tin mừng của Thánh Luca kể rằng vừa tin bà chị họ Elizabeth hiếm hoi già cả sắp được chúc ban cho một cậu ấm, thì Đức Maria sẵn có lòng thương người đã không quản ngại đường xá xa xôi dặm thẳm, vội vã lên đường đi thăm giúp đỡ gia đình bà chị neo đơn ở một thành phố miền núi Judea. Suốt cuộc hành trình đi bộ ước tính khoảng hơn 100 cây số, có thể đi bộ tới 4-5 ngày đường mới tới được. Đức Maria vẫn không ngớt lời ca tụng cảm tạ Chúa thương đoái đến mình và bà chị họ son sẻ. Đức Maria vừa thăm viếng, vừa giúp đỡ, vừa đem niềm vui ân phúc vô cùng của Đấng Cứu Thế đến cho gia đình bà chị họ. Thoạt nghe lời Đức Maria chào thì bà Elizabeth nhận ra ngay những ơn lạ lùng đổ xuống trên bà và con của bà. Bà được đầy ơn Thánh Thần, nhận ra Maria là mẹ Thiên Chúa. Bà đã lớn tiếng ca ngợi rằng: "Em là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và người con em kiêu mang cũng thật có phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Em thật diễn phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người nói cho em biết." Mẹ Maria được đầy Thánh Thần, con được nhảy mừng trong lòng mẹ vì được phúc gặp Đấng Cứu Thế trong lòng mẹ Maria. Bởi đâu gia đình bà Elizabeth được để ân phúc như vậy? Thưa, bởi đức tin mạnh mẽ và đức ái nhiệt thành của Đức Maria, như lời bà Elizabeth nói rằng: "Vì em đã tin lời Chúa." Kính thưa cộng đoàn, Đức Maria là gương mẫu đức tin mạnh mẽ cho chúng ta. Không bao giờ Đức Maria dám mơ tưởng mình là mẹ Đấng Cứu Thế, vì ngài thấy rõ thân phận mình chỉ là một nữ tỳ hèn mọn, đã đính hôn với một người thanh niên làm nghề thợ mộc, lao động cực khổ ở một vùng quê mùa vô danh vậy. Thế mà phần nữ tỳ hèn mọn đã được Thiên Chúa đoái thương vậy. Và khi biết đó là ý định của Thiên Chúa thì Đức Maria tin và dám xin rằng: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền vậy." Lời xin vâng rất khiêm tốn, luôn luôn chỉ coi mình là nữ tỳ, là tôi tớ, không dám nhận là mẹ của Đấng cao cả. Vâng ý Chúa không dễ dàng gì để làm mẹ Thiên Chúa. Không như các thanh nữ Do Thái khi xưa, họ mơ tưởng một cái địa vị cao sang có thể làm bà Hoàng Thái Hậu của muôn nước vậy. Maria biết rõ Đấng Cứu Thế mà các tiên tri đã loan báo là người tôi tớ đau khổ, là con chiên bị sát tế, như bài đọc 2 thư gửi tín hữu Hebrew, hay gọi là gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu Kitô đã dâng mình làm lễ tế, một hy lễ hy sinh vô cùng đau đớn để hiến thân chuộc tội loài người. Với một đức tin mạnh mẽ, Đức Maria sẵn sàng hiệp thông sát tế đó và sẵn sàng chờ đợi lưỡi gươm sắc đâm thông qua trái tim mẹ như đâm thông qua trái tim con, để tỏ lòng thương yêu nhân loại một cách vô bờ bến vậy. Hình ảnh thứ hai, Đức Maria cũng là gương mẫu nhiệt thành. Tin mừng Thánh Luca kể rằng Đức Maria vội vã lên đường, nói lên một sự nhiệt tình của Đức Maria
khi thăm viếng bà chị họ để chia vui sẻ buồn, giúp đỡ gia đình bà chị họ đang bối rối vì mang nặng để đau, lúc đó đã cao tuổi rồi. Phải đi bộ 3 hay 4 năm ngày, đường xa xôi hiểm trở, không ngăn cản nổi gót liễu yếu ớt của đào tơ đầy lòng thương mến của Đức Mẹ. Và Thánh Luca còn nhấn mạnh rằng Maria lưu lại 3 tháng rồi mới trở về nhà mình. Không phải là một cuộc thăm viếng xã giao, nhưng ta đến thăm ông nọ bà kia, chúng ta có thể ở một ngày, hai ngày, hay chúng ta có một chút quà biếu bà con đau ốm bệnh tật. Đức Mẹ ở lại giúp việc bà chị họ như một người nữ tỳ, như một người đầy tớ vậy. Chứng tỏ Đức Mẹ giúp đỡ gia đình như là một tôi tớ, không quản ngại bất cứ một công việc nặng nhọc, hèn hạ nào cả. Mẹ là mẹ đấng cứu thế đã thi hành phận sự tôi tớ của Thiên Chúa và loài người trong mọi nơi mọi lúc. Một tôi tớ đem nguồn vui vô biên của Thánh Thần đến cho gia đình. Một tôi tớ mang đấng cứu thế xuống cho con trẻ được khỏi tội và nhảy mừng trong lòng mẹ để cậu được sinh ra, càng lớn tên, tinh thần càng vững mạnh để chuẩn bị đến ngày ra mắt dân Israel. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, một hình ảnh thứ ba mà Thánh sử Luca cho ta thấy lòng bác ái nhiệt thành, đức tin mạnh mẽ của mẹ Maria để làm gương sáng cho các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai mà lo truyền giáo. Họ phải sống đức tin một cách mạnh mẽ và thi hành bác ái nhiệt thành để đem đấng cứu thế đến cho muôn dân được đầy niềm vui của Thánh Thần và được nhảy mừng trong ơn cứu độ. Cuộc viếng thăm của Đức Mẹ, tin báo của viếng thăm của ngôi hai xuống thế làm người để viếng thăm nhân trần vừa là gương mẫu cho mọi cuộc viếng thăm của những người con cái của Đức Mẹ. Noi gương Đức Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, hay còn gọi là Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, lần đầu tiên là một vị giáo hoàng rời khỏi Roma đến thăm giáo chủ Anathagoras của giáo hội Đông Phương, một giáo hội đã ly khai giáo hội Công giáo từ lâu đời. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã biểu lộ tình bạn chí thiết với Đức Giáo chủ và nhìn nhận giáo hội Đông Phương cùng một chi thể của Đức Kitô hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Và từ hơn 2.000 năm nay, noi gương của viếng thăm của Đức Mẹ và Chúa Giáng Sinh, bao nhiêu cuộc thăm viếng hồng phúc như thế đã loan truyền tin mừng, tình yêu thương đến năm châu bốn bể. Đầu tháng 12 vừa qua, nếu chúng ta để ý nghe các phương tiện thông tin của xã hội, cuộc viếng thăm của Đức Cha Francisco đến đảo Síp và Hy Lạp từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha đến thăm đảo Síp và Hy Lạp theo lời mời của chính quyền dân sự và các hội đồng giáo mục của hai quốc gia này. Và đây được coi là chuyến viếng thăm lần thứ 35 của Đức Thánh Cha Francisco đi ra nước ngoài. Và đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến thăm đảo Síp. Và trước đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm đảo này. Phần lớn dân ở đảo Síp theo chính thống Hy Lạp, nhưng tại đây cũng có một cộng đoàn Công giáo Latin rất sinh động với khoảng 2.400 tín hữu. Và nhiều người trong họ là hậu duệ của đoàn thập tự trinh, nghĩa là đã định cư đó sau khi Jerusalem bị thất thủ vào thế kỷ thứ 12. Và chính tại hòn đảo này, Thánh Phaolô trong hành trình truyền giáo đã dừng chân và đưa Sergius Paulus, thống đốc của đế quốc La Mã cai trị trên hòn đảo này, gia nhập Kitô giáo. Và theo truyền thống cũng cho rằng Thánh Lazaro, người được Chúa cho sống lại, đã trốn đến đảo Síp vì sợ bị bắt và được hai thánh tông đồ Barnabê và Phaolô tấn phong làm giáo mục của Kitô. Mộ của ngài hiện ở dưới đền thờ Thánh Lazaro, một đền thờ ở thời Byzantine ở thành phố La Cara ở miền nam đảo Síp. Và sau đó Đức Thánh Cha viếng thăm Hy Lạp, ở đây lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm quốc gia này.
Và tại Hy Lạp, sau khi gặp gỡ các quan chức đạo đời, Đức Cha đã gặp Đức Tổng Giáo mục chính thống của Athens và toàn Hy Lạp. Cả hai đứng cùng cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Và cuộc gặp mặt này để chia sẻ niềm vui, tình huynh đệ và sự gắn kết của các dân tộc. Và sau đó, Đức Cha đã gặp các đức giáo mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh, giáo lý viên tại thờ chính tòa Dionysi. Và tại đây, Ngài có một cái bài phát biểu rất quan trọng để nhắn nhủ về thái độ tin tưởng, vững vàng, sẵn sàng đón nhận những thái độ cần thiết để sẵn sàng loan báo tin mừng. Thưa anh chị em, theo gương của mẹ Maria, chúng ta cũng được mời gọi đi thăm viếng. Chúng ta không có điều kiện đi ở nơi này nơi kia vì trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, nhưng chúng ta có thể thăm viếng ngay ở trong thôn xóm, gia đình, anh chị em xung quanh chúng ta. Rất nhiều anh chị em tôn giáo bạn, những người già, đau yếu, bệnh tật, chúng ta có thể không có nhiều quà cáp để cho, nhưng ta có thể cho một sự cảm thông, một lời hỏi thăm, một bắt tay, một nụ cười, thăm người xa đau ốm bệnh tật, chia sẻ mang niềm vui của Chúa Giáng sinh đến cho họ. Trong tâm tình đó, chúng ta cũng theo gương Đức Maria, trong tuần này chúng ta cố gắng đi thăm viếng một người già đau ốm bệnh tật để san sẻ niềm vui Giáng sinh cho mọi người. Vì Chúa đến là mang tin vui, tin hòa bình, bình an đến cho mọi người. Mong được như vậy. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta. Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi sống đời kẻ trên sông này và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tỏ lòng yêu thương, giúp đỡ, viếng thăm tha nhân. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Khi đón nhận ngôi lời nhập thể, Đức Maria đã vội vã lên đường đem tin mừng Chúa cho người chị họ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục, các linh mục luôn nhiệt thành tận tụy đem tin mừng đến khắp mọi nơi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Thưa
thế giới vẫn còn đó những cuộc chiến tranh khủng bố làm cho nhiều dân tộc sống bất an và mất niềm hy vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thúc đẩy các nhà lãnh đạo biết nhường nhịn và cảm thông cho nhau, dàn xếp mọi xung đột bằng con đường đối thoại hơn là vũ lực. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa, tôi đến với tôi thế này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cũng đến viếng thăm những người đang lâm cơn nguy tử hoặc khổ đau, giúp họ cảm nhận được tình thương và vượt qua những cơn đau thể xác và cám dỗ về tinh thần. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ có được đức tin mãnh liệt vào Chúa và được quyền năng Chúa thể hiện những điều kỳ diệu trên cuộc đời mỗi cá nhân, gia đình và cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì yêu thương nhân loại lỗi lầm. Chúa đã sống kiếp người như chúng con để chia sẻ những khổ đau của cuộc đời trần thế. Xin nhận lời chúng con cầu thay nguyện giúp Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Con kính dâng, nghe bằng tay trong
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ ở tay Cha để Cha cùng tôn vinh Thánh Chúa và biểu hiện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai. Giờ đây xin Chúa cử người đến thánh hóa lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã kêu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa Trời. Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang diện Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại, cho tôi khi Chúa đến.
Lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hơn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Yeah.
Lạy trên Thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa của bao nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình báo Thánh Chúa Kitô xin Chúa con. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là bảo chứng ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng sinh càng thêm lòng sùng mộ để sốt sắng mừng màu nhiệm con Chúa giáng trần cứu chuộc chúng con, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Ngỡ trong phép mình thanh và siêng năng dược lời.